1945-1975, gian khổ ác liệt giành lại và giữ vững nền độc lập, độc tự do thống nhất của tổ quốc. Từ đây, cả dân tộc và cả dân tộc ta tiến vào những nguyên mới độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, để người nghèo nàn lạc hậu tạo lập lập cuộc sống ấm no, hạnh phúc, công bằng, dân chủ và văn minh. Qua cuộc chiến đấu với chiến thắng đảng ta, quân ta và các dân tộc ta, mỗi người Việt Nam được rèn luyện về cả phẩm chất và tư và tài năng, càng nhận thức sâu hơn, đúng đắn hơn về vị trí, khả năng và sức mạnh của mình trong thời đại mới. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là đã nâng vị trí chính trị của Việt Nam trên thế giới lên một tầm cao mới, và là niềm tự hào của mọi dân tộc trong thế kỷ 20 và mai sau. Còn về đối với thế giới, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta